Dạ rồi, xin mến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và hôm nay thì vườn mai của em Phạm Nhi có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống bên vườn của em Nhi ha cô chú anh chị. Thì hôm nay em Nhi giao lưu với cô chú anh chị mình có hai loại ha, là 30.000 và 50.000. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem loại được loại nào thì mình ủng hộ cho vườn của em Nhi nha cô chú anh chị. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, em mời gặp luôn em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào em Nhi ơi. Dạ, em xin chào anh và xin kính chào toàn thể với cô chú anh chị mình đang xem kênh nha. Rồi. Hôm nay trở lại kênh, em xin quay lại lô mai giống của em nha cô chú anh chị. Thì em cũng đã, hôm trước thì cũng có clip là đã quay rồi, nhưng mà hôm nay quay lại để cô chú anh chị mình xem được thì ủng hộ nha. Rồi. Loại mà em đang ngồi đây là loại này là loại 30 cây nha cô chú anh chị, 30.000 trên cây ha. 30.000 một cây. Dạ. Cái này thì nó cũng khá là to cao rồi ha cô chú anh chị, nuôi nó cũng lâu rồi, cũng được vài tháng rồi ha. À. Trong đây thì mình có khoảng 5 đến 6 loại giống, nói chung là 10 loại giống đổ lại thôi. Cũng có nhiều loại giống khác nữa nhưng mà ít, số lượng ít đây này không có tính vô nha. Rồi, thì trong đây thì em Nhi nó có làm giống gì đây em nè? Dạ, cúc hoa hồng Thanh Tú nha cô chú anh chị, họ Hương rồi nè, siêu ôm Sài Gòn ha. Đa Phúc ha. Đa Phúc đồ. Dạo nhung, dạo thơm. Dạ. Không nhị. Đó, rất là nhiều giống luôn, cũng khá là nhiều giống cây trong này cô chú anh chị ha. Cái này mình dựng ngọn lên cái là lên mình bán 50.000 bình thường đó cô chú. Người ta dựng ngọn lên vậy cái bán 50.000 cây à. Nè, mấy cây hoa hồng Thanh Tú rất là to luôn cô chú anh chị ha. Mấy cây này cây nào cũng củ đế hết cô chú anh chị nè. Đây lọc nè cô chú. Gốc thì nói chung là cỡ cỡ ngón tay út nè. Cây khá là to không ha. Là 30.000 một cây ha, hoàng hậu nè cô chú anh chị ha. Rồi. Hoàng hậu nè. Rồi đại lộc nè cô chú anh chị ha. Đó. Rồi nữ hoàng kem cũng có nè, không nhị ha. Rồi dảo nhung, dảo thơm, dảo đao phúc, siêu bông Sài Gòn. Cụ đế nè, có lá nó bụi rồi cô chú. Cây thì lấy từ cao từ 2 tấc nha cô chú anh chị ha. Rồi cúc hoàng đế nè. Đó. Cúc hoàng đế, cúc nhị đỏ đâu cô chú anh chị ha. Chiều cao thì mình lấy từ 2 tấc nha cô chú anh chị ha. Này có cái này chắc 4 5 tấc luôn cô chú anh chị nè. Cao lắm nha cô chú anh chị, cây hoa hồng này nè. Bo già về mình lấy bo liền ok ha. Mấy cây này là lấy tầm 20 bo dư sức. Dạ, cây phát triển rất là mạnh luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cây phát triển rất là ok luôn cô chú anh chị ha. Cái này thì 30.000 một cây, mình gửi hàng từ mấy cây em? Dạ, 5 cây gửi hàng, 10 cây bao ship nha. Rồi, 10 cây có tặng một cây luôn ha. Dạ đúng rồi. Rồi, cô chú anh chị mình mua 5 cây gửi hàng, 10 cây bao ship tặng một cây cho cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mình muốn mua loại nào thì mình liên hệ với em Nhi ha. Dù cô chú anh chị mình muốn mua hoa hồng Thanh Tú nè hay là gì đó, 5 cây hoa hồng Thanh Tú hay là 5 cây không nhị hay là cây không cây này cây kia gì đó, nó mỗi thứ 1 cây thì cứ alo cho em Nhi ha, em Nhi nó lựa cho mình nha. Đó, em Nhi lấy cây cho mình ha. Rồi, thì ngoài loại này mình còn giới thiệu loại nào nữa không em? Dạ ngoài này đây em xin giới thiệu loại 50.000 nha cô chú anh chị. Rồi. Loại này thì mình kiểu đa dạng giống hơn với lại đế nó đẹp hơn ha. Rồi. Với lại em nuôi cũng lâu hơn rồi, em nuôi tới mùa mấy rồi. Đây có phượng hoàng, rồi tây thi, hoàng hậu đồ nữa ha em ha. Dạ, đế thì siêu VIP luôn nha cô rồi, chú. Siêu ông Sài Gòn, thỏ hương. Đây. Đa phúc. Thỏ hương nè cô chú. Dảo nhung, dảo thơm nè, cụ đế cây nào cũng có, quấn rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Thôi cây này chà bá luôn rồi. Đại lộc nè cô chú anh chị ha. Đó, có vài cây có một có siêu nụ rồi nữa cô chú anh chị ha. Cây rất là to rồi nha. Không nhị nè cô chú anh chị, đế bí nè cô chú anh chị ha. Đó, cổ bí đế lò xo rồi luôn rồi cô chú, lò xo 4 vòng luôn á. Đủ loại ghê ghê hết cô chú anh chị ha. Cái này là lấy quấn ghê đa dạng, đủ là đủ các loại ghê luôn cô chú anh chị ha. Nè, cũng là đủ các loại giống luôn cô chú anh chị ha. Nè. Dạ, trong này thì cũng khá là nhiều loại giống đó cô chú anh chị. Cái này thì có cắt đôn tàn lại rồi nè cô chú anh chị ha. Dạ, tại vì mình này hơn mùa phải đôn lại chứ cô chú anh chị, không đôn nó đâu có tàn đâu có tròn ra đâu. Rồi, loại này là 50.000 một cây em ha. Dạ đúng rồi. Rồi, 50.000 một cây, cái này mình gửi hàng tại bao nhiêu cây em? Dạ 3 cây gửi hàng 5 cây bao ship ha. Rồi, 10 cây tặng một cây luôn ha em ha. Dạ. 3 cây gửi hàng 5 cây bao ship và mua 10 cây vẫn tặng một cây cho cô chú anh chị mình luôn nha. 50.000 một cây. Tặng một cây là cùng giá luôn nha cô chú, không phải là tặng cây nhỏ hơn nha. Rồi, tặng một cây cùng giá luôn cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi. Loại này thì có khoảng tầm cũng 10 tên 10 giống ha em ha. Dạ đúng rồi, cũng còn khá nhiều giống á cô chú anh chị, mà loại 50 này em còn cũng không nhiều luôn ha. Rồi. Cô chú anh chị mình mua được thì ủng hộ nha. Rồi. Mình còn giới thiệu loại nào nữa không em? Dạ không anh ơi, hôm nay em giới thiệu hai loại thôi ha. Rồi.
À, vậy mình chào hết luôn em ha. Dạ, xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ và theo dõi em trong thời gian qua nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Nhi trong cái clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem được kênh nào mình ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.